Ok, hai cả nhà, bảo Ngọc đây. Hiện tại là Ngọc đang đứng kế bên mấy em này, là em CBR150. Trong thời gian vừa qua bán tương đối chạy đối với những mẫu bên này, tại vì có mấy bạn đam mê dòng mô tô phân khối lớn mà mình chưa đủ khả năng tài chính á, mình có thể tham khảo các em này hen. Thì em này là hiện tại Ngọc có 3 màu chủ đạo, đó là màu phiên bản đường đua, không hay gọi là màu này là màu phiên bản đường đua. Em này sẽ ra được 4 màu cho cả nhà mình luôn nha, đỏ, xanh, trắng, đen luôn hen. Em này hiện tại á là bên Ngọc đang bán với giá là 72.500.000 nha. Còn đối với em này là màu đỏ đen, màu này sẽ rẻ hơn được hen, 500.000. Màu này thì chỉ có 72 triệu thôi. Ngoài ra thì bên Ngọc còn rất là nhiều màu khác nữa. Phiên bản này là phiên bản mình nhập từ Ấn Độ như cả nhà nha. CBR của Honda có thêm van ABS nữa nên rất là tiện lợi cho các bạn, đặc biệt là các bạn đam mê dòng mô tô. Đối với dòng này thì các bạn nếu mà nói về đẹp, ngồi đẹp thì các bạn nam cao tầm 1m7 trở lên ngồi cực kỳ đẹp luôn. Còn nếu mà trong trường hợp nói về mà ngồi mà có thể chống chân được á, là tầm khoảng 1m65 là các bạn đã có thể ngồi và chống chân được rồi. Nhưng đẹp là tầm 1m7 trở lên rất là đẹp luôn nha. Rồi, ở đây Ngọc có thêm màu này nữa nè, màu đen nhám đi ha. Màu đen nhám này nhìn rất là nam tính, mạnh mẽ và rất là ngầu luôn. Em này hiện tại thì cũng đang nở giá là 72.500.000 nè. Nếu mà dự định góp em này, mình đưa trước cho Ngọc tầm 20 triệu trở lên. Nếu có khả năng mình trả tầm khoảng 35 triệu là sẽ được lấy cà về gốc, lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn. Nhưng hiện tại là bên Ngọc có hỗ trợ trả góp, chỉ cần chứng minh hoặc căn cước công dân là được rồi đó. Phải các bạn qua đây Ngọc giới thiệu thêm mấy màu này nữa nha. Khi mà các bạn lên cửa hàng á, mình gọi trước cho Ngọc, mình sẽ được giảm ngay 1 triệu đồng luôn. Nhanh tay lưu lại số Ngọc nè, 0933164446. Sẵn đây thì Ngọc giới thiệu luôn cho cả nhà mình dòng này, đó là dòng AB. Hiện tại là bên Ngọc có phiên bản 125 với đầy đủ tất cả các màu, tha hồ cho khách hàng mình lựa chọn luôn. Giá xe hiện tại đang dao động ở mức giá là 44 triệu đồng nha cả nhà nha. Nếu mình góp dòng AB này, đưa trước cho Ngọc tầm khoảng 7 triệu trở lên là được. Mua dòng AB này rất là tiện lợi cho cả nhà mình, vì mình sẽ được bảo hành tại chính hãng, tức là mình sẽ chỉ cần vô hãng của Honda là được bảo hành, không cần thiết phải chạy lên bên Ngọc. Ví dụ sau này mình đi về quê hoặc là mình đi đâu đó xa, mình có thể lên trực tiếp nơi đó để được bảo hành luôn. Chế độ bảo hành là 3 năm khoảng 30.000 km nha. Ở đây là một có màu đỏ đen nè, màu xanh đen và màu trắng đen. Những cái mẫu này rất là đẹp và nam nữ gì thì cũng có thể chạy được mẫu này. Đa phần thì Ngọc thấy là các bạn nam hay thích cái mẫu AB này hơn vì nó khá là mạnh mẽ hen. Rồi tiếp theo đây đi, đây là Ngọc có em MT15. MT15 này hiện tại là Ngọc có màu xanh GB, Ngọc hay gọi là xanh GB hoặc là xanh bạc cũng được. Em này hiện tại giá dao động từ 68 cho đến 69 triệu đồng nha cả nhà. Là đối với MT15, em này góp cũng trả trước cho Ngọc khoảng 20 triệu trở lên luôn. Nếu mà mình trả được tầm 35 triệu là được lấy cả về gốc, lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn. Rồi tiếp theo bên đây là Ngọc có R15, Yamaha R15 155 ha. Thì em này màu ở đây Ngọc có hai màu chủ đạo thôi, đó là màu đen nhám với lại màu xanh GB. Thì hai màu này bán cũng tương đối là chạy nha. Và hai màu này nhìn rất là ngầu, đặc biệt là màu đen nhìn cực kỳ ngầu luôn. Cũng trả trước cho Ngọc tầm 20 triệu đối với em này. Khi mà các bạn lên mua xe gọi trước cho Ngọc á, mình sẽ được giảm thêm 1 triệu nữa đó. Nhanh tay lưu lại số Ngọc nè, 0933164446. Cửa hàng của Ngọc nằm ở Bến Cát Bình Dương, nằm gần chợ Nhật Huy nha cả nhà. Nằm trên DT741, hướng đi về cổng xanh Phú Giáo và Đồng Xoài, Bình Phước. Nếu mà các bạn ở xa, chạy tới khu du lịch Đại Nam, alo Ngọc, Ngọc rước nha. Và khi mà lên mua xe mình có người thân á, giới thiệu cho Ngọc sẽ có thêm tiền cà phê cho các bạn. Rất nhiều phần quà tặng khuyến mãi hấp dẫn đang chờ đợi. Nhanh tay lên để còn hưởng những ưu đãi nữa nha.